Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Caithem.com. Trong video này mình sẽ giới thiệu sản phẩm kính thực tế ảo mini VR Box. Đây là hộp sản phẩm. Mình sẽ so sánh với hai cái kính thực tế ảo trước mình mua. Sản phẩm chính đây. Sách hướng dẫn sử dụng. Sản phẩm này trước mình mua ở trên Chilindo đấu giá khoảng 50.000. Nó cũng bằng luôn giá con kính thực tế ảo VR Box 2. Các bạn có thể xem rất là nhỏ, nhỏ gọn luôn. Chưa đầy 20cm. Phía trước có chữ VR Box. Mặt sau có hai tấm kính, vẫn còn nguyên siêu chưa bóc cái lớp bảo vệ mắt kính. Kính thực tế ảo thì mang đến cho người dùng trải nghiệm thực tế ảo, người ta gọi là sống ảo đấy. Đây là chỗ sống mũi. Cái này cũng có lớp đệm mút thì đeo lâu có thể sẽ gây đau mặt. Và đây là dây co giãn để chúng ta đeo vào đầu. Chỗ này để kẹp điện thoại. Mình sẽ nhét thử con Redmi Note 4X 5.5 inch xem có vừa không. Theo quảng cáo thì phù hợp cho dòng máy kích thước từ 4.7 inch đến 6 inch. Loại mini này thiết kế nhỏ gọn và nhẹ nên có thể họ không làm cái lớp đệm mút vì nó sẽ không gây mỏi. Các bạn thể xem phim hoặc là chơi game 3D. Thấu kính của cái VR Box này là thấu kính lồi, góc rộng lên tới 98 độ, đường kính 35mm, thấu kính plastic đệm và vải bọc da pu, đó gắn vừa luôn. Khá đáng tiếc là con này không có chỉnh tiêu cự mắt, những bạn nào cận thì sẽ không dùng được cái kính thực tế ảo này. Không như con VR Box 2 trước mình review có thể chỉnh mắt kính lại gần với mắt để xem, đeo kính cận thì không thể dùng được với kính thực tế ảo rồi. Ui, tôi đang ở đâu đây? Ui, xinh quá. Hai, hai em. Hai. Stop. Ui, trong không gian thật tiên lãng. Hút thuốc nào Nghệ An. Ui, stop. Rồi. Vâng, mình với cả một em đang ở bãi biển. Ui, ra đây đây. Ồ, hai em. À, cái này mình bị cận. Mình cận nên không nhìn rõ chữ. Nếu mà mấy cái kính thực tế ảo kia ấy, thì sẽ chỉnh được cự ly xa gần của kính. Nhìn thấy rõ chưa? Nó bảo là anh không biết em mà. Em là người rất là nổi tiếng đây, ok. Ừ. Làm gì đây? Chửa không nhìn rõ chữ để dịch cho các bạn xem. Ôi, khách sạn à? Ui, giường này. À, tình hình này mình phải đổi kính thực tế ảo. Con này dành những bạn nào cận thì không dùng được con này. Mình sẽ dùng kính thực tế ảo để chơi game này. Ui, ôi vãi. Thôi em ơi, anh không làm gì đâu. Quay mặt đi. Anh em đợi trước để mình đổi kính thực tế ảo nhá. Này thì cận thì sẽ xem được rất rõ, tại vì chỉnh được mắt kính gần với mắt rồi mà. Như vậy là mình với cả mọi hen đang ở trong nhà nghỉ ạ. Sao rõ vãi. Đăng ký kênh, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy là video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm kính thực tế ảo mua trên Chilindo. Các bạn cảm thấy video hay, like, share, subscribe đăng ký kênh tôi để cập nhật những video mới nhất của mình. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Mình chơi tiếp đây.